La Văn à, để nghe sự nhận xét. À, xin lỗi, Nguyễn Tài, trời đất ơi. Nguyễn Tài và chị Sang Sang. À, chúng ta cùng nghe sự nhận xét của chị Thanh với chị Thảo nha. Rồi, bắt đầu, em mời chị Thanh. Vâng, chị Thanh xin được gửi chào đến giám khảo là Kim Quyền, Sang Sang và Nguyễn Tài cùng với tất cả quý khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Thì bây giờ Thanh cũng nói là tóm tắt cho nó gọn. Thì hôm nay cái phần trình diễn trong ngày hôm nay thì Sang Sang thì khỏi nói rồi, em cũng rất là tốt cái phần trình diễn của em. Hát, kêu số hoặc là cái ton thì cái phần đó thì chị không có chỗ nào mà cũng chê bai em được ha. Thì cũng chúc mừng cho em cái phần này. Cái phần thì của Nguyễn Tài thì chị thấy là cái tuần này thì em chưa có được nó nổi bật, cho nên là em vẫn còn như là cái tuần vừa rồi, cũng như là không có cái gì mà để tiến triển hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, em bước ra sân khấu khi mà em giao lưu với lại Hương Quả đó, cũng như quăng cái miếng cho em á, em còn hơi bị yếu lắm, em còn nhút nhát lắm. Tại sao cái tuần này rồi, đã mấy tuần rồi nhưng em chỉ còn thấy nha, hôm nay vẫn rõ ràng là em còn hơi bị yếu. Và cái phần kêu số của em cũng vậy, hơi bị yếu một chút xíu, nhưng cái giọng hát của em thì cũng vẫn thấy là ok. Nhưng cái phần ngày hôm nay em thi thì em hơi yếu một tí đó, nhưng mà cái thành phần mà để mà thi trong ngày hôm nay thì cũng chị cũng chúc mừng cho hai em ha. Rồi xin mời Dạ Thảo. Cảm ơn chị Thanh nha. Chào chị, chào hai em. Nguyễn Tài, hôm nay em hát hơi yếu ha, tức là hôm nay hơi mệt hay sao? Tức là hát tức là chị nghe không rõ, tức là cái hơi của em bên đây nó hơi yếu chứ. Còn có cái phần cái lô tô của em thì cũng được, với lại cũng hoạt bát, cho nên cũng ok. Chỉ có em hát bên này hơi yếu tí thôi, thì chị không có trừ điểm gì hết, chỉ là góp ý với em. Dạ em cảm ơn. Còn Sang Sang thì lô tô với lại các con thì gì em và chị không có lo, nhưng mà hôm nay em chọn cái bếp nhạc nó không phù hợp với em. Không phải là không phù hợp với giọng em, mà là mình đi thi á, tức là nó sẽ có đầy đủ các yếu tố. Mình đi thi là không thể nào mà lấy cái bếp nhạc mà có tiếng bè nhiều như vậy. Tại vì mình khi mình thi mình hát là để cho tất cả quý vị khán giả, người yêu thương, người ta nghe giọng hát của em. Cho nên sai lầm của em hôm nay là chọn cái bếp nhạc nó có tiếng bè nhiều quá, chứ mọi thứ đều là tốt. Chị góp ý thôi, nhớ không? Xin cảm ơn hai em nha. Rồi xin mời, xin cảm ơn Dạ Thảo với chị Thanh nha. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả mình nhớ đầu tư tiếp tục vòng loại này nha. Mệnh giá vẫn là 10.000 đồng. Ai có vé trên tay chúng ta bắt đầu chuẩn bị dò số. Hương Quả hết vé kìa, tăng cường vé chứ Hương Quả. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý vị, ai mua vé giơ tay giùm em nha. Luna còn không? Bây giờ có bán không? Có không? Rồi bây giờ chúng ta dò số à. Dẻ yeah, bên đây Di Di ơi. Mấy gì đa mấy gì đây? Mấy gì đa cái này mấy gì đa? Mấy gì đa cái này mấy gì đa? Cái này mấy gì đa? Ai mua vé giơ tay lên. Ai mua vé giơ tay lên. Dòng loại này lẻ tay lên. Đây nè Nhung ơi. Mấy gì đa mấy gì đa? Mấy gì đa mấy gì đa? Mấy gì đa mấy gì đa? Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi, mà ngỡ con tàu vô sóng bờ xa. Dòng xuân sao gió lòng tư bề, đàn ai xuân phương Nam tôi dạt nơi thủy triều. Dẫu trải qua thăng trầm dòng tổ, qua bao cuộc đổi thay, mãi dân cho đời bài tình ca. Đất phương Nam hết chưa Thảo? Còn ai nữa giơ tay lên, dòng loại này kêu cờ luôn. Mấy gì đã rồi số luôn em ơi. Mấy gì đây số gì đây số gì đã. Số gì đa, gọi ra con mẹ gì đây mười, gì đây mười, gì đa. Mà xin đã là nhớ duyên tình gì nữa, đôi tránh qua công sao đành chia đôi mình. Câu thể hứa trước kia theo làng khối bay bạc rồi. Anh đại ơi, mấy câu thề cùng anh nhớ anh nhớ hoài. Lưu quanh hơi trong âu sầu tình dơ dàng, liên tiếc chỉ duyên mình dơ tan rồi. Nhưng tình anh với em tin chẳng dẫn một lòng. Chàng ngọc chỉ dày, con 17, con 17, con 17, con 17, con 17, hai gì đây? Hai gì đa, cái này hai gì đa, cái này hai gì đa, cái này hai gì đa. Gặp ai cũng mừng, gặp ai em cũng chào. 26, 26, 26, 26, 26, 26, số gì đa? Hai gì nữa, hai gì đây, hai gì đa? Em đi trên gió đông mong ngóng đôi bờ đường đê.
dứt mấy về, dâu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặn lội về thăm 25, 25, 25, 25 mấy chị đã, mấy chị đây mấy chị đã, hey, chúc anh đại quả thân là trai, chúc anh đại quả thân là trai, từ dung dáng thì là trai, đại là trai là chúc anh đại, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52 mấy chị ra. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Mày chế ơi làm ơn nhớ cho, sống có tâm xin đừng tạo nghiệp, nghiệp bởi do đâu mà ra. Sân si tà tâm ghét gần, đuổi mong rồi chửi bơi sẽ khinh, rồi quán thang kêu ca giành tranh, không si xét trắng đen ngon ngành. Về sau tấm thân dương khổ đau đành cam, 418 số gì đây, có mấy chị ra mấy chị ra, có mấy chị đây mấy chị ra. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi, nhớ khi xưa qua đèo qua núi mà lòng anh mơ. Tàu qua núi cao, còn số 6, còn số 6. Hồi nãy em, ai đưa cho em 500 ngàn chưa thối, mình giơ tay luôn giùm em luôn đi ạ. Ai ạ, 500 ngàn em chưa thối. Đừng nói không, cho em luôn nha. Ai ạ, rồi, có không? À, mọi người nói em hỏi, nãy ai đưa cho em 500 ngàn em chưa thối luôn ạ. Ủa không có hả ta? Không chạy. Còn số 6, còn số 6, còn số 6, số gì ra? Bốn gì ra, bốn gì ra, bốn gì đây, bốn gì ra. Em gánh nước trên đôi vai nặng trĩu, anh cưỡi ngựa qua mấy đường đê, là con cá trê tung tăng trên dòng nước, là con cua nhỏ nó gãy một càng. Ô tăng tình lý, ô mai lý tình tăng ngô lý, ô mai lý tăng tình. 49, 49, 49, 49 mấy gì ra, mấy gì ra, còn cờ gì ra, cờ gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, còn cờ gì ra, cờ gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Havana, na na, half of my heart is in Havana, na na. He took me back to his la na 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 na. Half of my heart is in Havana, my heart is in Havana, Havana, una na. Thôi má, thôi nè, anh ơi nè, anh ơi. Không ai là gì dạ? Tụng hả? Rồi, nhớ không? Hát tiếp đi anh. Ê! Ông phải cái đó. Sao mày nháy mắt với tao? Ừ, tao nháy mắt mày khác. Rồi, cái tiếp. Con này, lời thú tội muộn màng với mày. Rồi nhạc đâu? Nhạc đi anh. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, con cờ gì ra, cờ gì ra. Cá lóc cá bông, cá lóc cá tông, cá lòng tông teo, cá bông cá sông, cá mua gáo reo, cá mùng hai teo. Nào vô bà con, ta cũng tới lưu xuân Sài Gòn tân thời. 15 đồng vô, mua một thúng cá, xem mua liền về nhà, na 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 na. 53, 53, 53 mấy gì đây, mấy gì đây, bốn gì đây, bốn gì ra. Mà qua xe, gió qua gió, duyên mà qua duyên. Đời dương thí kiều như con chốt. 41, 41, 41, 41, 41. Ok, ok, anh nhắm đôi thắm. Con bác năm mới ta mới về, các người xinh thơ xinh quá. Trong những ngơ đám trái làng ta, mới ngày nào tung ta nhớ điều mệt. Ngày nào tung ta nhớ điều mệt. Và giờ đây, tôi thắm xinh như nàng tiên. Sáu mời quyền, quyền 60. Còn 60, còn 60, còn 60, còn 60. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Ngờ đâu dây đứt lì đàn nụ hoa, chưa thấm vội tàn, chưa vui đã vội tan. Người đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ ấm nơi. Số 1 ơi, con số 1, con số 1, con số 1, con số 1.
Và bây giờ số 1 là con số may mắn đoạt giải nha. Và ngay từ bây giờ chúng ta còn vài vòng lời nữa, chúng ta tạm khép lại chương trình ca nhạc đặc biệt tới đêm nay. Và đoàn chúng tôi sẽ được phục vụ tất cả các bác anh chị mình chương trình ca nhạc vào đêm nay, đêm thứ 6, thứ 7, chủ nhật và thứ 2 lễ 2 tháng 9 nha. Chúng ta nhớ đón xem. Và tuần này chúng ta được ưu tiên tăng cường thêm một điểm nữa, lễ 2 tháng 9 các nhà mình nhớ đón xem. Rồi bây giờ khán giả nào đoạt giải chúng ta mạnh dạn bước lên sân khấu. 551, con số vừa kêu là con số 1. Có 1. 17. Có 2. 25. Có 3. Con số cuối cùng là 53. Có đủ. Vòng loại này chúng ta đã được hợp lệ nha. Xin mời khán giả mình khoan bôi xé tờ vé. Rồi bây giờ chúng ta cùng chủ nhân thứ 2, 551, số 1. Có 1. 26. Có 2. 41. Có 3. 53. Có đủ. Và vòng lần này chúng ta có hai chủ nhân may mắn nha. Và kính thưa tất cả quý vị, vòng loại này chúng ta ai mà không may mắn đoạt giải từ vòng loại đầu tiên đến bây giờ để chúng ta mua vé, chúng ta nhớ quay lại mặt sau tờ lá vé lô tô. Chúng ta ghi họ và tên, ký hiệu và số điện thoại nha. Để một tí xíu nữa chúng ta sẽ được ship nhỏ càng tốt. Và tí xíu nữa đây chúng ta sẽ có nhân viên sẽ được thu gom lại tất cả những tờ lá vé khán giả mình ủng hộ để chúng ta nhận qua phần quà đặc biệt nha. Rồi. Và kính thưa tất cả quý vị, hôm nay cũng là một ngày quan trọng nhất của một anh chị em trong đoàn, là ngày tiếng khóc chào đời chị Đại. Chị Thanh ơi, chị Thanh à, chị Thanh ơi, lẹ lên. Bây giờ đoàn có một món quà chúc mừng sinh nhật cho chị nè, chị bước ra đây nhanh lên. Rồi bây giờ ủa em nè, đây ủa cái nến này giống cái nến cúng vậy. Đâu có chị cầm đi chị, nến đó chị. Rồi, bánh đâu? Bánh nào? Trời ơi. Nãy tao mắt tao thấy nó nhét nãy giờ nửa tiếng hổ chú lè rồi đó. Thôi bây giờ cũng hôm nay cũng không có cái gì hơn đi đoàn, tại vì em cũng nói thật sự là em cũng nói với đoàn là em cũng không có làm sinh nhật bao giờ, nhưng mà tại vì các em che Thanh Thanh nó vui thì Thanh Anh cũng cảm ơn đến tất cả chị em trong đoàn rồi giúp cho Thanh Thanh cái niềm vui ngày hôm nay cũng như cảm ơn đến tất cả sáng giờ tất cả quý vị cũng chúc mừng cho Thanh Thanh và Thanh Thanh xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị. Ủa nó nghe này không cầu nguyện rồi thổi luôn hả? Khỏi cầu nguyện, chủ yếu là sức khỏe nha. Đốt lại nữa hả? Cầm đi mẹ lấy quà tặng cho chị Thanh. Cầm mẹ lấy quà tặng cho chị Thanh. Cầu nguyện đi chị, cầu cho đàng hoàng nha. Cầu đất ơi. Cầu nguyện đi chị. Cầu nguyện. Chị ơi em tặng chị. Em tặng chị. Rồi, này quà của em nha.